Sao thầy biết tụi em ở đây? Hai người có chuyện gì giấu em hả? Mấy người ta bắt cóc hiếp dâm, ai mời người ta? Ai vậy? Ê. Tôi lính mà. Tự nhiên ông đi ông bịt miệng bịt mồm người ta lại. Ê. Tôi là gia thẳng đó nha. Ai chả biết ông trai thẳng. Tôi chỉ có chuyện này muốn hỏi ông thôi. Anh em với nhau không có chuyện gì thì nói thẳng đi. Em hãy ơi. Không phải. Em hại tôi đúng không? Dạ không phải. Không phải là thầy Khải hại tôi mà là em hại tôi. Dạ không phải thầy nhầm rồi thầy. Các em không hại tôi, vậy các em hại ai? Tụi em hại Sang ạ. Cái gì? Tôi hả?